Cô gái vừa xấu vừa béo này lại được soái ca trong trường điên cuồng theo đuổi. Dưới sự theo đuổi nhiệt tình trong vòng một tháng, Trần Đa Mỹ đã rơi vào lưới tình. Hôm nay cuối cùng Trần Đa Mỹ cũng quyết định sẽ thổ lộ với Bạch Hạo. Cô cứ tưởng Bạch Hạo sẽ đồng ý, ai ngờ Trần Đa Mỹ vừa thổ lộ xong, Bạch Hạo liền lộ ra vẻ mặt vô cùng khó chịu, còn mắng Trần Đa Mỹ đúng là con hề. Sau đó hắn đột nhiên quay người cười lớn với đám đằng sau. Mọi người thấy rồi đó, con ngu này thổ lộ rồi. Vừa dứt lời, mấy bạn học cười lớn, cầm điện thoại lên đi đến. Điện thoại của một tên trong nhóm đó lúc này còn đang livestream cảnh tượng này. Thấy vậy Trần Đa Mỹ sững sờ. Cũng đúng lúc này, đột nhiên cô gái xinh đẹp nhất trong lớp lao vào lòng Bạch Hạo, đứng trước mặt Trần Đa Mỹ, hôn lên môi Bạch Hạo. Sau khi hôn xong còn không quên chế nhạo Trần Đa Mỹ. Như vậy còn không đủ, cô ta còn đạp Trần Đa Mỹ một cái. Cú này rất nặng, Trần Đa Mỹ bị đạp bay ra mấy mét. Không đợi Trần Đa Mỹ phản ứng lại, Bạch Hạo lại chế giễu, con hề như mày mà cũng đòi trèo cao à, đúng là kinh tởm. Nghe xong Trần Đa Mỹ vô cùng sững sờ, cô không khỏi nhớ đến cảnh tượng lúc trước, cùng vô số ký ức tươi đẹp khi ở bên hắn, tất cả giống như một giấc mơ vậy. Nhưng bây giờ tỉnh rồi, không thể chấp nhận được sự thật, cô khóc lớn bỏ chạy, tuyệt vọng chạy đến sân thượng trường học. Cô khóc lóc cầm điện thoại lên, nhìn đoạn video đám xúc sinh ấy quay, lượt xem không ngừng tăng. Trần Đa Mỹ không chịu nổi nữa, ý định tự tử hiện lên trong đầu cô. Vậy nên Trần Đa Mỹ duỗi một chân ra, nhưng vì sợ hãi nên cô vẫn rất do dự, chỉ có thể bi lụy rơi lệ. Tuy nhiên tất cả bị một người đàn ông mọc cánh bay trên không trung nhìn thấy hết. Có lẽ đồng cảm với cảnh ngộ bi thảm của cô nên anh quyết định giúp cô. Chỉ thấy người đàn ông búng ngón tay, Trần Đa Mỹ bay lên, sau đó cả người cô rơi xuống từ trên tầng, sau đó cơ thể cô ngày càng gần mặt đất. Dầm một tiếng, Trần Đa Mỹ mất đi ý thức. Sau khi cô mở mắt ra, phát hiện mình tỉnh lại trong nhà. Sau khi tỉnh lại, cô vội vàng xông đến nhà vệ sinh. Cô không tin nổi nhìn vào gương, phát hiện ra vết bớt trên mặt đã biến mất. Lúc này tiếng chuông vang lên, một dòng chữ màu hồng nhảy ra, bên trên viết bốn chữ mục tiêu thường, gồm có giá trị đáng yêu, giá trị ngây thơ, giá trị gợi cảm, giá trị cao quỷ. Trần Đa Mỹ không hiểu nên lựa chọn giá trị đáng yêu. Ở bên này cô vừa ấn xong, một âm thanh liền vang lên, sau đó cửa sổ xuất hiện, sau đó tay cô đột nhiên xảy ra thay đổi, cả người xinh đẹp hơn nhiều. Cô gái này vì một vụ hỏa hoạn, nửa khuôn mặt bị lửa thiêu cháy, từ đó tất cả mọi người đều chê cô xấu, ngay cả chó cũng không chịu để ý đến cô, ngay cả khi qua đường cũng bị người ta dè bỉu. Nhưng hôm qua cô vì bị chửi là xấu nên nhảy từ trên sân thượng của trường học cao 40 mét xuống. Ai ngờ cô không chết, ngược lại còn bất ngờ nhận được một hệ thống tăng giá trị nhan sắc. Vết sẹo trên mặt cô cũng biến mất. 10 năm rồi, Trần Đa Mỹ cuối cùng cũng dũng cảm hơn, ngẩng cao đầu đi trên đường. Cô cuối cùng cũng có thể có cuộc sống như người bình thường, bởi vì không còn sẹo. Ngay cả nhân viên thẩm mỹ viện cũng khen cô là công chúa. Nghe thấy vậy Trần Đa Mỹ cảm động. Từ khi cô sinh ra, đây là lần đầu cô được khen như vậy. Còn chưa kịp vui vẻ, một tiếng động kỳ quái vang lên. Người nói chính là Hoa Khôi Trường Nhã Lẫm. Chỉ thấy cô ta chế giễu, sau đó lại gần Trần Đa Mỹ. Đúng lúc này đột nhiên tiếng tinh tinh vang lên, hệ thống xuất hiện nhiệm vụ khẩn cấp, yêu cầu Trần Đa Mỹ nghĩ cách khiến Trà Xanh Nhã Lẫm chủ động khen cô xinh đẹp 5 lần. Trần Đa Mỹ đơ luôn, trong lòng nghĩ sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này được đây. Tuy nhiên ngay giây sau, Nhã Lẫm nói, Đa Mỹ hôm nay hơi khác nhỉ. Sau đó cô ta tóm lấy mặt cô, nhìn kỹ một hồi kinh ngạc nói, hôm nay cô xinh đẹp phết ấy nhỉ. Lúc này hệ thống vang lên đã hoàn thành 1 lần. Đa Mỹ sững sờ. Lúc này Hoa Khôi nói tiếp, nếu như biết cách trang điểm thì còn đẹp hơn, hay là tôi trang điểm giúp cô nhé. Sau đó Trần Đa Mỹ bị Nhã Lẫm đưa đi thay đổi diện mạo, cô ta dùng đủ loại mỹ phẩm, cuối cùng cũng thay đổi thành công cho Trần Đa Mỹ, trông chẳng khác gì bà cô 30 tuổi. Nhìn thấy cơ thể mập mạp và cách trang điểm xấu xí này, Nhã Lẫm còn cố ý khen cô xinh đẹp. Lúc này Nhã Lẫm thuận thế hỏi cô, có muốn cùng đi hát karaoke cùng bạn học không? Trần Đa Mỹ vừa nghe liền sững sờ. Lúc này trong đầu hiện ra cảnh tượng các bạn học chế giễu mình. Lúc đó vì quá xấu, Trần Đa Mỹ còn chẳng dám nói chuyện với bạn học, ngày thường lúc rảnh cũng chẳng dám ra đường. Bây giờ Trần Đa Mỹ lại nghĩ, bây giờ mình thay da đổi thịt rồi, lần này là lúc để cô chứng minh bản thân. Vậy nên Trần Đa Mỹ đồng ý. Sau đó hai người đến quán karaoke. Sau khi Nhã Lẫm đưa cô vào phòng, Nhã Lẫm chủ động chào hỏi mấy bạn học nam trong lớp, còn Trần Đa Mỹ vẫn hơi tự ti nên chỉ cúi đầu. Lúc này hai bạn học nam ngồi trên ghế sofa chú ý đến Trần Đa Mỹ, nói nhỏ. Trần Đa Mỹ thấy vậy còn tưởng mình trở nên xinh đẹp rồi. Nhã Lẫm ở bên cạnh lại bắt đầu khen, nhỏ giọng nói với Đa Mỹ, Đa Mỹ cô tự tin lên, hôm nay cô đẹp lắm, đẹp như quỷ ấy, mau soi lại gương mặt xấu xí của mình trong gương đi. Ha 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 ha, Đa Mỹ bị con nhỏ Trà Xanh trang điểm thành bà cô U40, nhưng Nhã Lẫm còn lừa rằng cô xinh lắm, đồng thời đưa cô đi karaoke gặp soái ca. Kết quả vừa đến quán, Nhã Lẫm đã để lộ bản chất, lập tức lật mặt chế giễu cô. Nhã Lẫm đứng trước mặt mọi người, dùng ngón tay chỉ vào đầu cô, đúng là con ngu, bị người khác bắt nạt nhiều lần như thế mà vẫn chưa khôn ra được.
Gương mặt kinh tởm của cô đúng là khiến người khác buồn nôn. Sỉ nhục xong, Nhã Lẫm không quên chạy sang cười hỉ hả với đám bạn học nam, mà đối mặt với việc Nhã Lẫm lật mặt, Đàm Mỹ chỉ sững sờ. Tuy nhiên đúng lúc này, Bạch Hạo điều khiển tất cả đi vào. Bạch Hạo là một hot YouTube, mà hắn bảo Nhã Lẫm trang điểm cho Đàm Mỹ thành bà cô U40, chính là để livestream, biết được chân tướng cô sững sờ. Mà không đợi cô mở miệng, Bạch Hạo nói, hay lắm Trần Đàm Mỹ, số lượng người xem livestream của tôi cũng đủ rồi, bây giờ cô cút được rồi. Tuy nhiên chưa nói xong, Trần Đàm Mỹ đã tắt hắn. Bao nhiêu sự kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ. Sau đó cô khóc lớn rời khỏi quán karaoke. Lúc này trời đổ cơn mưa, Đàm Mỹ vừa khóc vừa đi trên đường. Khi cô đang oán trách ông trời bất công với cô, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Đàm Mỹ thấy vậy vội vàng nhìn khắp nơi, nghi ngờ không biết là ai. Vừa dứt lời, một người đàn ông với đôi cánh đen bay từ trên trời xuống. Thấy vậy cô sợ hãi, vội vàng bỏ chạy, nhưng vấp phải hòn đá, ngã nhào xuống đất. Nhân lúc Đàm Mỹ đứng dậy, người đàn ông đó hạ cánh bên cạnh cô, sau đó hỏi cô có muốn trở nên xinh đẹp không. Nghe xong cô liền ôm lấy chân anh, khổ sở cầu xin, bảo mình khát vọng được trở nên xinh đẹp. Thấy vậy người đàn ông xoa đầu cô. Sau khi nhìn cô, anh quyết định biến cô trở thành một tác phẩm xuất sắc. Sau đó xung quanh Trần Đàm Mỹ bắt đầu phát ra ánh sáng màu hồng. Nhiệm vụ ẩn giấu do người quản lý game đưa ra, thưởng kỹ năng 100 điểm. Đúng vậy, người đàn ông này là người quản lý hệ thống của cô, mà 100 điểm kỹ năng này có thể khiến cô thông qua hệ thống biến thành mỹ nữ. Vậy Trần Đàm Mỹ sẽ chọn gì đây? Nếu như bạn có cơ hội đổi mặt, bạn sẽ chọn gương mặt của hot TikTok, hay đổi thành gương mặt của siêu mẫu quốc tế, hay đổi thành gương mặt của huấn luyện viên nổi tiếng? Đàm Mỹ liền lựa chọn. Có điều bây giờ cô chỉ muốn đổi thành hình dạng người mình thích thích. Nhưng cô nghĩ đến lúc trước tên cặn bã đó đối xử tệ với cô, cô do dự. Dù sao chỉ cần đổi mặt, có nghĩa rằng mình sẽ có cuộc đời mới. Khi Trần Đàm Mỹ đang bối rối, đột nhiên người đàn ông thần bí xuất hiện, đồng thời nói cho cô biết hôm nay sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ. Nhưng bây giờ Trần Đàm Mỹ vẫn chưa nghĩ xong nên biến thành phong cách nào. Thấy cô vẫn còn do dự, người đàn ông liền giúp cô chọn. Thấy vậy cô vội ngăn cản, đồng thời bảo chờ chút đã. Nghe vậy anh bất lực nhìn cô. Lúc này cô chuyển đề tài, hỏi anh nhiệm vụ là gì. Nhưng người đàn ông chỉ bảo Trần Đàm Mỹ thay đồ cùng anh ra ngoài. Sau đó người đàn ông đưa cô đến công viên. Anh lập tức nói với cô, từ hôm nay sẽ có rất nhiều anh chàng vây quanh cô. Cô chỉ cần tìm được nam chính thuộc về cô trong số họ, đồng thời giành được tình yêu, hạn là 1 năm. Nghe xong cô sững sờ, vội vàng hỏi mình phải làm thế nào. Để tôi tặng cô một món quà. Nói xong người đàn ông triệu hồi bảng hệ thống có thể đổi mặt, đồng thời bảo cần hoàn thành nhiệm vụ này, Trần Đàm Mỹ liền có thể giữ được khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng nếu như thất bại, Trần Đàm Mỹ còn xấu hơn trước vạn lần. Tuy nhiên đối mặt với nhiệm vụ đặt cược này, Trần Đàm Mỹ đồng ý luôn. Sau đó ghé bên tai cô nói tên mình ước Hàn, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Cùng lúc này, đột nhiên một tiếng mèo kêu vang lên. Hai tên xấu xa cười xấu đang trêu mèo, bọn họ vứt mèo xuống nước, chưa kịp quan tâm đến con mèo. Khi cô quay đầu lại nhìn ước Hàn, anh đã biến mất. Lúc này chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của con mèo. Trong tình hình cấp bách cô chỉ có thể cứu con mèo. Chỉ thấy cô phi đến chỗ hai tên kia, lao thẳng xuống nước, bơi đến vội vàng ôm lấy con mèo. Nhưng lúc này con mèo lại nhảy lên đầu Trần Đàm Mỹ, vừa hay nhảy được lên bờ. Nhưng Trần Đàm Mỹ chợt nhớ ra mình không biết bơi, cô vội vàng kêu cứu. Nhưng người đi qua đường thấy cô vừa xấu vừa béo nên lựa chọn đứng đấy xem. Còn hai tên vừa ngược đãi mèo càng cười tươi hơn. Cuối cùng cô không chịu nổi chìm xuống nước, cô liều mạng dãy giụa, trong lòng nghĩ vừa nhận được cuộc đời mới chẳng nhẽ phải kết thúc luôn sao. Đột nhiên Trần Đàm Mỹ nghe thấy tiếng ủng, cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông, là một gương mặt xa lạ. Sau đó người đàn ông ngày càng lại gần cô, cuối cùng anh kéo lấy đầu cô.